Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm thịt ba chỉ nướng riêng mẻ nhé. Làm theo cách này thì ăn cực kỳ ngon mà cực kỳ đơn giản. Các bạn đầu tiên thịt chúng ta sẽ thái vuông nhưng không cần vuông quá nữa. Miếng nó dày một chút. Thịt ba chỉ đấy ạ. Sau đó mình sẽ ướp với nước mắm Hà Lêm bột ngọt. Ướp trước khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ cho riềng mẻ, hành tím xay vào. Chúng ta ướp cùng. Vì ba chỉ nó rất là nhiều mỡ cho nên mình không cần ướp thêm dầu ăn nữa. Nướng riềng mẻ thì ăn nó sẽ ngậy, nó sẽ không bị khô, nó hơi mỡ một chút nhá. Ướp gia vị xong thì mình mới cho dừa với hành tím và một ít ớt xay vào, chúng ta ướp cùng và ít cơm mẻ nữa. Cơm mẻ thì hôm nay mình sẽ nọc cơm mẻ để mình ướp cùng để nó không có cái bã cơm mẻ. Đây ạ, các bạn đổ vào nước rồi chúng ta nọc hơi nhiều nước một chút xíu ạ. Các bạn giảm cái lượng nước đi nhé, hôm nay mình ướp hơi nhiều một chút nha. Và chúng ta lọc cái nước cơm mẻ này. Đấy, chúng ta bỏ cái bã đi và chúng ta ướp thịt với cái cơm mẻ này. Ướp thịt với cơm mẻ thì chúng ta ướp nhiều nhất là 30 phút thôi, không là thịt nó sẽ bị bở nhá. Sau đó mình sẽ mang đi mình nướng nhá. Nay mình dùng nồi chiên không dầu mình nướng nên nó rất là nhanh, thế nên mình bảo là cách này là cách nhanh nhất, vừa ngon lại vừa đơn giản đấy. Riềng thì chúng ta xay, không cần xay nhuyễn quá đâu, để khi mà ăn mình cũng có cái cảm giác của vị riềng ấy. Đấy, bây giờ chúng ta ướp. Ướp xong thì khoảng 20 phút sau là mình đi xiên luôn ạ. Và còn ướp tối đa chỉ ướp 30 phút nhá. Đấy, các bạn xiên vào những cái que xiên này, sau đó chúng ta cho vào nồi chiên không dầu chúng ta nướng. Ban đầu cứ nướng vào nhiệt độ 160 độ trong khoảng 10 phút, sau kiểm tra sau lại nướng tiếp. Và lúc mà chúng ta muốn nó giòn nó vàng hơn thì chúng ta tăng nhiệt độ lên khoảng 180 độ là được. Và mình sẽ có những cái phần xiên chả nướng cực kỳ ngon luôn, và cách làm thì vô cùng đơn giản, ăn kèm với bún này, ăn kèm với cơm trắng đều hợp nhất. Đây là thành quả khi mà mình nướng xong, các bạn thấy không, nó rất là ngon như này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.